những studio cuối cùng xác nhận tham dự Gamescom 2021. Ban tổ chức Gamescom 2021 đã công bố danh sách những đội hình cuối cùng sẽ có mặt tại sự kiện này. Những đối tác của Gamescom vừa được tiết lộ vào thứ hai bao gồm Daedalus, Frontier Developments, Konami, Mediatonic, Netmarble, Pearl Abyss Corp và Smilegate West. Trong một thông cáo báo chí riêng lẻ, Konami đã có một tuyên bố đầy hứa hẹn về những thông báo, nội dung mới của tựa game eFootball cũng như Yu-Gi-Oh! Master Duel sẽ được họ mang đến tại Gamescom. Fall Guys từ đội ngũ Mediatonic sắp sửa cập nhật những thông tin tiềm năng giữa mùa sắp tới sau khi mùa 5 đã khởi động vào ngày 20 tháng 7. Gamescom 2021 đánh dấu năm thứ hai sự kiện này được tổ chức theo hình thức trực tuyến do tình hình đại dịch vẫn còn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Sự kiện dự kiến sẽ có buổi kick-off Opening Night Live vào ngày 25 tháng 8 và sự kiện chính sẽ tiếp diễn trong 2 ngày 26-27 tháng 8 sau đó. Sau đây là danh sách đầy đủ các hãng game lớn đã xác nhận tham dự Gamescom 2021. Capcom cập nhật doanh số các tựa game trong bảng xếp hạng bạch kim. Capcom mới đây đã cập nhật doanh số bán nhiều trụ cột của hãng bên trong danh sách Platinum Titles, các tựa game bạch kim. Ý chỉ, đây là danh sách các tựa game đã đạt doanh số trên 1 triệu của họ, theo số liệu được cập nhật cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Cụ thể số liệu như sau. Resident Evil Village, đứa con mới nổi của Capcom, đã cán mốc 4,5 triệu bản chỉ sau hơn 1 tháng lên kệ. Hay một cái tên khác như Resident Evil Revelations Collection dành cho Switch cũng đã bán được hơn 1 triệu bản. Ngoài ra, Monster Hunter Rise Nintendo Switch đã đạt tổng sản lượng 7,3 triệu bản, tăng 2,5 triệu bản kể từ ngày 31 tháng 3, và con số đạt 9,8 triệu bản đối với Resident Evil phần 7 Biohazard kể từ cuối tháng 3. Và đây là danh sách top những cái tên trong Platinum Titles từ nhà Capcom. Bản đồ mùa hè Forza Horizon phần 5 chính thức lộ diện. Playground Games đã có buổi phát trực tiếp mang tên Let's Go vào ngày 9 tháng 8 dành riêng cho Forza Horizon phần 5. Đặc biệt hơn cả, studio này tập trung vào bản đồ thế giới khổng lồ mang bối cảnh mùa hè. Bản đồ trong phần thứ 5 của loạt game được cho là lớn hơn 50% so với nước Anh ở Forza Horizon phần 4 và có sự đa dạng về quần xã sinh vật hơn bao giờ hết. Chúng ta cũng có thể mong đợi những cung đường cao tốc dài nhất trong series từ trước tới nay, cũng như các địa danh nổi tiếng, chẳng hạn núi lửa La Gran Caldera và sự trở lại của các đoàn tàu. Forza Horizon phần 5 sẽ lên kệ nền tảng PC, Xbox vào ngày 9 tháng 11 và đi kèm với Xbox Game Pass ngay trong ngày đầu tiên phát hành. Xbox sắp sửa bổ sung tính năng mới hỗ trợ gamer cày đêm. Microsoft hiện đang thử nghiệm tính năng chế độ ban đêm cho Xbox. Tính năng này sẽ là giảm ánh sáng màn hình, tắt HDR và cho phép màn hình tự động lọc ánh sáng xanh. Đây được xem như là tính năng tương tự đã sẵn có trên các dòng điện thoại thông minh. Ngoài tác động lên thiết bị TV hay màn hình là chính, người chơi sẽ có các tùy chọn để làm mờ đèn báo tay cầm và nút nguồn của chiếc console. Điều này có thể khiến người chơi cảm thấy hòa nhập với môi trường game và môi trường xung quanh hơn. Theo The Verge thì hiện tại tính năng này sẽ được mang đến những người chơi thử nghiệm vòng Alpha Skip Ahead, đi kèm với các tùy chọn bổ sung để hẹn giờ hoặc kích hoạt thủ công các tính năng này, với mục đích đảm bảo một sức khỏe tốt hơn cho đôi mắt người chơi.